Sau này là tôi được hát với anh Diệp Lan á, thì tôi cũng thích anh Diệp Lan ghê lắm. Trước đó theo tôi biết thì anh Diệp Lan cũng là kép mùi. Bây giờ bạn tôi nó đã mất rồi, cũng có còn gì để mà giấu giếm. Tôi xin nói ra là lần đó ở bên đoàn Thống Nhất thì anh Diệp Lan ảnh mới đi ở bên cái đoàn gì đó, thì nói: "Ê mày, bữa nay mình chưa có hát, để tao dắt mày qua thăm 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 kép tao nè." Dắt tôi qua qua cái giới thiệu, tôi tưởng ai nó chỉ thì ra là anh Diệp Lan. Thì tôi mới biết lúc đó là chắc là hát cặp, hai người hát cặp nhau. Lúc đó là anh Diệp Lan hát kép mùi, chưa có hát kép độc. Thì sau này ảnh mới hát kép độc, mà ảnh hát tôi thấy là cái nét của ảnh với ông Ba Hoàng Giang nó giống với nhau, là hai người cái kiểu nói giống 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 lên á, cái hơi lên lên trời không á, nhưng mà hay. Cái hát của anh Diệp Lan nó cũng đặc biệt lắm, thử ra khi mà ảnh đứng sân khấu ảnh hát á, tôi thấy rất có nhiều người khác kẻ hát nhưng mà không có dứt khoát như là anh Diệp Lan, mà tôi rất là thích. Tức là tôi thích chú Ba Hoàng Giang, tôi thích anh Diệp Lan, cho nên cũng có lần tôi hát chung với ảnh. Nhưng mà con cái tôi lãnh cái tuồng, tôi ưa bất mãn lắm, ưa bất mãn những cái nhân vật mà mấy ông đó viết, đưa cái role cho tôi có coi sơ qua người ta diễn ở trong cái Tô Ánh Nguyệt. Thì về đoàn dân công tôi được lãnh cái vai là mẹ của cô Nguyệt. Tôi coi đi coi lại hoài, sao đàn bà mình ngày xưa vừa khổ mà vừa cực quá, vừa bị áp bức quá trời quá đất, sao bà này bà chịu nổi hay gì. Cái tôi là mẹ của cô Nguyệt thì ra cái hát. Bữa đó tôi thế thế vai của ai đó không biết nữa. Tôi lãnh rồi rồi tôi đã học rồi, tôi ra cái ảnh làm ông chồng của bà mẹ của cô Nguyệt đó. Ông ra ông về ông la 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 gì đó, cái tôi đứng lên cái tôi chống nạnh nha. Ảnh trừng tôi bằng hai mắt của ảnh, tôi mới nói: "Đi thôi, hãy về cái chửi chửi từ trên xuống dưới, chửi từ dưới lên trên, già mà hổn như quỷ, già mà hổn như quỷ." Khán giả người ta vỗ tay quá trời quá đất, cái tôi đi vô luôn, cái ông giận: "Trời, bà này bữa nay ai nhập bà vậy?" Tôi vô tức cười, mà tôi kiếm chỗ tôi núp chứ tôi không dám gặp ảnh. Thế nào là ảnh cũng la, không la nhiều thì cũng la ít. Hồi đó giờ người ta hát gì không, có mình Diệu Hiền ra hát kỳ cục như vậy. Có người hỏi Trần Gian ở đâu, Trần Gian là quán trọ bên đường, ơi kiếp người là khách thập phương, chỉ dừng chân tạm chứ không ai được ở luôn. Bà Năng, con ngồi xuống đây rồi bà giải cách cho làm ăn với người ta. Điền sản của nhà mình thì lớn, mà ba thì đã có tuổi, kể ra thì cũng mệt mỏi lắm. Má con thì lo góp lúa ruộng ở bố Thảo Giang Cơ, ở đây mà giao đất cho thằng Lưu thì kể như không xong rồi. Năm ngoái ở bên Tây nó có rục rịch, bên nay là cộng sản nó cũng rục rịch. Cái bọn tá điền thì nó giằng nài bè ông đòi bớt lúa ruộng quản lúa dai. Thế nên ba muốn đưa vợ chồng con xuống đây để mà cai quản cái đồng điền này. Con thì mới ra trường,
chưa hiểu rõ sự đời, con còn bỡ ngỡ xa lạ trước lối sống hào phóng cao sang của danh gia dòng tộc như nhà ta, và cách thức thâu góp lúa ruộng lúa dày, cai quán đồn điền đồ sổ. Từ nay con nên tập thành làm chủ, tài sản này sẽ là một phần của riêng con. Lúa dài như thế nào, lúa hụt ra làm sao, để thâu góp dồi dào cho khói hụt hao. Con đừng để lòng nhân yếu mềm lúc lạc, mất một hai thân là mất mát lúa ngàn. Lúa ruộng phải sạch, phải khô, phải kiểm soát cho thật là thích thao. Cẩn thận đây nè, muốn biết lúa của con mẹ này sạch hay chưa đó. Đây, đây là kinh nghiệm của chủ điền đó, thấy không? Thấy không? Bỏ vô nước lúa lên nổ lên bền 3-4 hộp, như vậy là chưa sạch, phải đền bù. Bắt nó về cái điều này thì nó chết, bỏ mẹ nó luôn. Đó, con thấy cái cách người ta vậy chưa? Rồi bây giờ con coi đây nè, ở trong đó thằng nào cứng đầu nhất tên là thằng thừa, bước ra cho tao biểu coi. Đây, có thừa đấy. À, mày là thừa đấy ha. Tướng ta rồi, coi cũng dữ ha, du côn ha. Cái này mày tên thừa? Yeah. Thừa đây có phải là thừa nước đục thả câu không mày? Dạ không. Dạ thừa là dư đó chứ. Bậy đi. Ủa? À? Bậy đi. Dạ tôi dốt nát nên cắt nghĩa đùi cái tên cúng cơm cho tôi như vậy á, nó không đúng hay à, sao mà tất cả đều ngạc nhiên. Bậy đi. Hay là cái tên của tôi nó có cái nghĩa gì vô duyên? Tía tôi thì ổng tên đủ, mà không hiểu sao cứ thiếu mãi quanh năm không đủ. Mới đặt cho tôi cái tên thừa là cầu tài cầu vận, là điều mong mỏi cho con được đi hơn cha đổi thay số phận, lớn lên làm ăn khá giả, dư ăn dư để cũng như người. Cái thằng vô cốt, mày ở đâu dám dân ngang vô phép sổ sàng? Trời ơi, tôi vô phép thôi nào. Tại sao mày dám nói dư nọ dư kia? Ông cố nội mày ở đây mà mày dám dân ngang vô phép sổ sàng? Tao là hội đồng dư đây nè, mày có đủ có thừa cũng phải kệ ông nội cha bay. Ông hội chửi tới ông nội tôi rồi đó. Sao chửi nội mày? Dạ ông nhắc tôi mới dám nói nè. Ông nội tôi cũng tên dư. Ông tên dư mà sao suốt đời ông dư không nổi. Tí là tôi tên đủ nhưng mà cũng chẳng đủ bao giờ. Tới tôi tên thừa nhưng mà vẫn thiếu. Thôi, tao nói dần lần với mày. Bây giờ tao hỏi mày, tại sao mày xúi con gặt làm reo hâm bỏ lúa của tao trộn rút lại sao? Trời ơi, tôi có xúi vậy mày đâu. Sao xúi? Ai cũng ước lòng rồi hỏi đồng hè, mày lên tiếng rồi hỏi chứ. Lên tiếng cái gì? Người là sẽ đồng hỏi cho lên tiền công, hoặc là trả giấy thế thân rồi mở lẫm lúa, trả xuồng cho người ta đi làm nơi khác. Xưa nay cắt hay gặt hay đập gì một công cũng bằng giá một dạ lúa. Mà lúa bây giờ nó lên gần 6 cắt một dạ rồi. Ông hội trả cho có 4 cắt 8 một công, ép giá tàn nhẫn không? Làm gì cho nổi. Nhưng mà mày thấy năm nay mùa màng thất bát như vậy làm sao? Giờ mày muốn gì? Không được, là muốn lên tiền công. Lên tiền công? Ừ. Để tao tính lại. Rồi gì nữa? Còn một điều nữa là xin ông hội cho trả tiền gặt từ công. Chứ cái điều mà trả bằng bông á, rồi khi cần tiền bán cho vợ cặp rằng lựu, có 4 cắt 6 một phiếu à, lỗ 2 xu, đau thấy mẹ. Ăn chi dữ vậy? Làm công 6. Mà lỗ cái kiểu đó thì chết còn sướng hơn. Được rồi, để tao lên giá cho, mua mày 4 cắt 7 như vậy được không? Không được. Trả tiền xong phẳng theo cái giá thỏa thuận đôi bên thì còn làm mướn. Còn nếu bằng không á thì... Thì sao? Thì tôi kể như là thả trôi sông sắp biếu 10 ngày công, tính như là không công cho thổ địa thổ thần. Vui chờ giới dắt đĩa mũi mỏng ba xuyên, cùng bè bạn giao duyên, rồi quải nước đi liền xuống rạch gọi lịch hổ thưởng hay là bại giá cổ cò. Mày giỏi thì mày đi chốt cho mày làm gì ai, mày đừng có nói mày hâm he. Tóc công đầu mày lại, giải về làng điều tra
cho mày biết tay. Tụi bay, tao ra lệnh hết cho tụi bay. Đứa nào rụt rịch muốn bỏ đi, giam xuống nó lại rồi đập cho nó chết mẹ. Dẹp công chặt tết sao, cho đòi thạch sơn tư hậu của bọn Thái Điền đa sự. Nè bây giờ tôi nói cho mấy người biết, mấy người đừng có lấp lửng mà giỡn mặt với tôi. Nghe, cái đám Thái Điền mà cầm cờ búa liềm ở Hòa Tú, Càng Long ở Gò Công, Đức Hòa, Đức Huệ, Bà Thêm bị dập trong trứng mẹ đó rồi. Lớp bị bắt thằng Trâm lấy gì kẽm xỏ qua lòng bàn tay, giải lên Sài Gòn, đại đi công đông. Mấy người mà không đúng lưu hương cho tôi, ở tù rụt xương, hoành lạc.